duyệt cho lễ xuất quân diễn tập phương án bảo vệ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các lực lượng thể hiện sự quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống. Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khắp khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, gây rét đậm rét hại trên diện rộng. Nhiều nơi đã xuất hiện băng giá và sương muối. Tin tích cực, việc bàn giao vaccine ngừa Covid-19 theo cơ chế COVAX có thể được triển khai ngay trong tháng này. Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngành tài chính phải đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm ngoái, đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị của Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2021 diễn ra trong sáng nay. Dẫn lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá năm 2020 được xem là năm thành công hơn năm 2019 và năm thành công nhất trong 5 năm qua với những kết quả thành tích đặc biệt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Bộ Tài chính đã có đóng góp toàn diện, vượt mức và xuất sắc không chỉ trong năm vừa qua mà còn cả 5 năm của nhiệm kỳ này. Do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Quốc hội đồng ý hụt thu ngân sách năm nay là gần 200.000 tỷ đồng. Nhưng đến nay thu ngân sách cả nước đã đạt 98% dự toán với hơn 1,5 triệu tỷ đồng, giảm khoảng 30.000 tỷ đồng so với dự toán, tăng gần 184.000 tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội. Với kết quả này, dự kiến mức bội chi ngân sách nhà nước năm qua bằng 3,93% tổng sản phẩm trong nước. Nếu như nợ công đầu nhiệm kỳ này là gần 64% tổng sản phẩm trong nước, thì bây giờ chỉ còn gần 56%. Đánh giá cao Bộ và ngành tài chính đã đạt được 7 thành tích lớn trong năm 2020 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao 9 nhiệm vụ lớn cho ngành trong năm nay. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu tăng tối thiểu 3% so với dự toán, theo nghị quyết của Quốc hội, đồng thời kiểm soát bội chi ngân sách dưới 4% tổng sản phẩm trong nước. Chúng ta không làm điều đó. Buổi tổng duyệt cho lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra vào sáng nay tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Buổi tổng duyệt có sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Bộ Công an cùng các phương tiện trang thiết bị của lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân. Phóng viên Nguyễn Ngân có mặt tại sự kiện đưa tin chi tiết. Xin mời chị Nguyễn Ngân. Quý vị khán giả đang theo dõi những hình ảnh thể hiện sức mạnh của các lực lượng quân đội, công an, chính quy, tinh nhuệ với các phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ hiện đại tối tân. Công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng và góp phần thành công của đại hội. Các lực lượng đang thể hiện sự quyết tâm để bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho đại hội, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ đã tham gia tổng duyệt. Màn duyệt đội ngũ và diễu hành phương tiện thể hiện hình ảnh lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, giữ nghiêm quân phong, quân kỷ với các phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ hiện đại tối tân. Phần thực binh xử lý tình huống giả định với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ chiến thuật, quân sự võ thuật, sự dũng cảm, kiên cường, tính cơ động chiến đấu cao và sự phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng. Cho đến thời điểm hiện nay, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tổ chức đại hội lần thứ 13 của Đảng đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với cấp độ cao nhất, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội lần thứ 13 của Đảng. Buổi tổng duyệt đánh dấu thời điểm toàn lực lượng công an, quân đội và các lực lượng tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự đại hội bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự đại hội với nguyên tắc từ sớm, từ xa trên phạm vi cả nước, kiên quyết không để bị động bất ngờ, không để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Luôn đảm bảo tinh thần chống dịch như chống giặc, đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ Quốc phòng tại hội nghị trực tuyến sơ kết rút kinh nghiệm một năm công tác phòng chống Covid-19 diễn ra vào sáng nay. Ngay từ khi có ca xâm nhập vào Việt Nam, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong toàn quân với phương châm phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng, dập dịch và điều trị hiệu quả. Điều này đã giúp khống chế hai ổ dịch xảy ra trong quân đội. Toàn quân đã triển khai 174 điểm cách ly, tổ chức tiếp nhận vận chuyển cách ly 160.000 người, tiếp nhận gần 70.000 người nhập cảnh đường hàng không. Với mục tiêu không để lọt người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường mòn lối mở, Bộ đội Biên phòng đã duy trì hơn 1.600 tổ chốt với hơn 7.000 cán bộ chiến sĩ và đã bắt giữ hơn 31.000 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Tại hội nghị, đại diện các quân khu cũng đề xuất xem xét không thu phí với nhóm lao động khó khăn nhập cảnh trái phép.
Giai đoạn gần Tết Nguyên Đán, vai trò của các cán bộ chiến sĩ sẽ càng góp phần quan trọng trong phòng chống dịch khi mà nhu cầu người lao động ở nước ngoài về quê hương đón Tết rất lớn. Tình trạng nhập cảnh trái phép qua biên giới càng có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Từ thực tế này, tỉnh Quảng Trị đã và đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới. Đây là ba đối tượng nhập cảnh trái phép bị lực lượng biên phòng Quảng Trị bắt giữ trong chuyên án QT8202 tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Với đường biên giới dài và quá nhiều đường mòn lối mở nên các đối tượng thường lợi dụng để xuất nhập cảnh trái phép. Khu vực biên giới Quảng Trị với nước bạn Lào có chiều dài là 179 km, trong đó thì có đến gần 70 km đường sông. Các đối tượng nhập cảnh trái phép thường lợi dụng các giờ rất là nhạy cảm để mà xâm nhập về Việt Nam, và đã có những cái vụ lực lượng chức năng đã bắt giữ vào thời điểm là đêm khuya và sáng sớm. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác phá 3 chuyên án môi giới xuất nhập cảnh trái phép, bắt 6 đối tượng chủ mưu, 26 đối tượng liên quan, xử lý vi phạm hành chính trên 200 vụ, trên 248 đối tượng. Hiện nay thì ngoài cái số 84 cái chốt cố định, hiện nay chúng tôi đã tăng cường thêm 23 cái tổ kiểm soát lưu động. Đặc biệt là chúng tôi tăng cường là sĩ quan chỉ huy và cán bộ có kinh nghiệm trong công tác quản lý bảo vệ biên giới để cái là tuần tra kiểm soát 24/24, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào đã nắm tình hình từ xa và nắm cái là điều tra xác minh các cái đường dây đưa đón người nhập cảnh trái phép. Chúng tôi chỉ đạo lực lượng biên phòng phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, công an của các xã dọc tuyến biên giới để tuần tra, để chốt chặn, và chúng tôi cũng đã chuẩn bị bố trí riêng một cái khu cách ly đặc biệt dành cho các cái đối tượng nhập cảnh trái phép. Theo các ngành chức năng cho biết, dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ có khoảng 70.000 người từ Thái Lan và hơn 100.000 người từ Lào có nhu cầu về Việt Nam ăn Tết. Chính vì vậy, các lực lượng chức năng trên biên giới phải căng mình chốt chặn để đảm bảo tình hình an ninh trật tự nơi biên giới và phòng chống dịch COVID đang diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay. Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tại Anh đang tiếp tục lây lan nhanh chóng tại nhiều nước. Liên tiếp, các biện pháp ứng phó đã được các nước đưa ra. Từ 18 giờ giờ địa phương ngày hôm nay, thành phố Brisbane và một số khu vực lân cận thuộc bang Queensland của Australia sẽ bị phong tỏa trong vòng 3 ngày sau khi một trường hợp lây nhiễm biến thể mới virus SARS-CoV-2 ở Anh vừa được phát hiện trong cộng đồng một ngày trước đó. Trường hợp này là một phụ nữ làm việc tại một khách sạn được sử dụng làm cơ sở cách ly tại Brisbane. Đây cũng là ca nhiễm biến chủng mới đầu tiên trong cộng đồng tại Australia. Pháp hôm qua cho biết sẽ tiếp tục đóng cửa biên giới với Anh cho đến khi có thông báo mới, sau khi cơ quan y tế nước này xác nhận đã có thêm 19 ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Trong hai ổ dịch vừa được phát hiện, có một ổ dịch tại nhà dưỡng lão ở miền Tây và ổ dịch còn lại ở ngoại ô phía nam thủ đô Paris. Đáng lo ngại là giới chức Pháp không tìm thấy bằng chứng về mối liên hệ giữa ổ dịch này với bất kỳ người nào đến từ Anh, cho thấy biến thể mới đang lây lan trong cộng đồng tại Pháp. Trong khi đó, chính quyền thủ đô Bogota, Colombia hôm qua cũng đã ban bố tình trạng báo động đỏ để ngăn chặn sự lây lan trở lại của dịch COVID-19. Với khả năng xuất hiện chủng mới của virus SARS-CoV-2, các biện pháp hạn chế đi lại ban đêm được áp dụng ngay từ nửa đêm qua cho tới ngày 12 tháng 1. Trước sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm, giới chức y tế nước này cho rằng nguyên nhân có liên quan đến biến thể mới virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đến nay, Colombia khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy biến thể xuất hiện ở nước này. Trước tình trạng đáng báo động về sự lây lan của biến thể virus SARS-CoV-2, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực châu Âu đã kêu gọi cần phải hành động nhiều hơn để giải quyết vấn đề này. Các biện pháp phòng dịch như là đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người, duy trì giãn cách kết hợp với kiểm tra cách ly tiêm chủng sẽ giúp tăng cường hiệu quả ứng phó dịch bệnh. Và trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp thì vaccine vẫn là tia hy vọng. Thông tin tích cực với nhiều nước là việc bàn giao vaccine ngừa COVID-19 theo cơ chế COVAX có thể được triển khai ngay trong tháng này, thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra vào ngày hôm qua. Theo đại diện WHO, cơ chế COVAX cần khoảng 7 tỷ đô la Mỹ để cung ứng đủ vaccine đến các quốc gia có thu nhập thấp hơn vào cuối năm nay. Và hiện thì COVAX đã huy động được khoảng 6 tỷ đô la Mỹ, do đó có thể tiếp cận hơn 2 tỷ liều vaccine.
WHO dự kiến bắt đầu bàn giao số vaccine trên sớm nhất là vào cuối tháng này hoặc là trong nửa đầu tháng 2. Các công ty sản xuất vaccine tham gia vào cơ chế COVAX bao gồm Pfizer, BioNTech, Moderna và AstraZeneca, Oxford. COVAX là cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine phòng COVID-19 do WHO khởi xướng để có nguồn kinh phí mua và phân phối vaccine cho các nước nghèo. Và Việt Nam cũng là một trong các quốc gia tham gia cơ chế COVAX. Và theo cơ chế này thì chúng ta có thể nhận được 200.000 liều vaccine ngừa COVID-19 dành cho những người có nguy cơ cao. Thưa quý vị, cho đến thời điểm này thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khắp khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng. Dự báo giá rét sẽ bao trùm Bắc Bộ, Thanh Hóa tới Hà Tĩnh trong ngày hôm nay. Nhiệt độ tiếp tục giảm thấp về đêm, mức nhiệt lúc thấp nhất là từ 7 đến 10 độ, vùng núi là từ 4 đến 7 độ, có nơi dưới 0 độ, kèm nguy cơ xảy ra băng giá, mưa tuyết. Vùng rét nhất là các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn và Lạng Sơn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, miền Trung cũng sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong đó, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 17 độ. Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Từ ngày mai, Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng sớm. Và theo thông tin chúng tôi ghi nhận được thì sáng nay tại một số xã biên giới như Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang, nhiệt độ xuống âm 2 độ C đã xuất hiện băng tuyết. Do nhiệt độ xuống thấp nên tại các xã Thượng Phùng, Xín Cái, huyện Mèo Vạc và thị trấn Phố Bản, huyện Đồng Văn, nơi có độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, đã xuất hiện băng giá và sương muối dày đặc, phủ trắng cành cây ngọn cỏ. Tại khu vực đỉnh núi Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cũng xuất hiện băng giá trong sáng nay khi nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 0 độ C. 8 giờ sáng nay nhiệt độ đo được tại khu vực này là âm 1,6 độ. Hiện tại băng giá đã phủ một lớp khá dày trên các tán cây, mặt cỏ, mái nhà tại khu du lịch Mẫu Sơn. Do không khí lạnh tăng cường và dự đoán Mẫu Sơn có băng giá nên từ đêm qua, một số người dân và khách du lịch đã có mặt tại khu du lịch Mẫu Sơn để đón chờ hiện tượng này và chiêm ngưỡng băng giá. Còn tại thành phố Lạng Sơn thì 7 giờ sáng nay nhiệt độ xuống thấp 5 độ C đi kèm với mưa phùn và gió thổi mạnh gây bút cống. Các trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ bậc mầm non đến trung học phổ thông đã cho học sinh nghỉ học, giáo viên thì vẫn đến trường làm việc bình thường. Lào Cai cũng là một trong những địa phương dự báo rét nhất của đợt này. Những ngày này thì nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là khu vực vùng cao và miền núi đang chìm trong giá buốt. Nhiệt độ giảm sâu đã và đang ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sản xuất và sinh hoạt của bà con. Nhịp sống ở đây cũng ít nhiều bị thay đổi. Thưa quý vị và các bạn, mỗi hộ dân ở Phìn Hồ đều có một kho chứa củi khá là lớn như thế này. Họ đã tích trữ củi từ nhiều tháng nay, và tới thời điểm này khi mà trời trở lạnh, rét đậm, rét hại thì củi sẽ trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt của bà con nhân dân vùng cao. Sưởi lửa là biện pháp để giữ ấm phổ biến nhất với các hộ dân trên vùng cao Phìn Hồ, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai. Sức khỏe của người già, trẻ nhỏ cũng được đảm bảo nhờ những bếp lửa hồng như thế này. Còn với những người đang độ tuổi lao động, dù rét đến mấy, họ vẫn phải tiếp tục với những công việc nhà nông hàng ngày. Tuy nhiên, nhịp lao động cũng chậm lại, sẽ phải có những thay đổi nhất định theo diễn biến của thời tiết hiện tại. Rét quá như này phải cắt cỏ cho trâu, cho bò, mà ở nhà vẫn phải đi nấu cám lợn, đi tìm cỏ về mình băm cho lợn nấu qua đi cho nó nóng ấm. Nếu không có biện pháp chủ động thì việc thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bà con nhân dân là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, những cuộc xuống thôn của cán bộ địa phương sẽ càng dày hơn để kiểm tra, để tuyên truyền các biện pháp giữ ấm cho người và làm thay đổi nhận thức cho người dân trong việc bảo vệ đàn vật nuôi. Thả về nó rét quá, chân nó bị cước, chúng tôi có thể là còn hướng dẫn thực tế là các hộ là cái gừng của địa phương tìm rất là dễ, có thể về mình giã ra thì ngâm bóp ấy lẫn rượu, mình bóp chảy trâu, tránh trâu cước chân không đi được ấy. Đấy, chúng tôi còn hướng dẫn cả những biện pháp đấy bằng thực tế. Cuộc sống của bà con nhân dân vùng cao còn nhiều khó khăn và thời tiết khắc nghiệt càng làm cho những vất vả của bà con hiện rõ. Nhịp sống ít nhiều bị thay đổi, vậy nhưng sự chủ động sẽ giúp họ nhanh chóng ổn định sinh hoạt và sản xuất. Nếu miền Bắc nước ta đang chìm trong đợt rét đậm rét hại, thì tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga, một mùa đông giá lạnh cũng đã đến.
Nhưng với họ, một mùa đông lạnh phủ đầy tuyết trắng mới là một mùa đông đúng nghĩa. Một mùa đông đậm chất Nga thực sự đang đến với Moscow, mang đến niềm vui cho nhiều người. Dù tuyết rơi nhiều đã khiến không ít những chuyến bay bị hoãn hủy ngay trong những ngày đầu năm. Thủ đô Moscow những ngày này được bao phủ bởi một màu tuyết trắng. Với nhiều người, đây là vẻ đẹp thật sự của mùa đông Nga. Tạm quên những câu chuyện của thời dịch bệnh COVID-19, nhiều tuyến phố, các công viên trở nên đông đúc. Thật là đẹp khi xung quanh phủ trắng tuyết. Tôi yêu cái lạnh này. Không có tuyết thì mùa đông còn gì là ý nghĩa. Dù còn những hạn chế chống dịch COVID-19, những khu trượt tuyết ở Moscow những ngày này vẫn thu hút khách. Nhiều người dân không bỏ lỡ cơ hội đến đây để được tham gia môn thể thao mùa đông yêu thích. Có tuyết, có tâm trạng, chúng tôi có cơ hội được đi trượt tuyết, thật là tuyệt vời. Nhưng có một công việc không hề lãng mạn, dọn dẹp tuyết. Chính quyền thành phố Moscow đã phải huy động lực lượng lớn nhân công và máy móc dọn dẹp tuyết trong những ngày đầu năm. Chúng tôi dọn dẹp cả ngày không nghỉ. Có những người dọn tuyết dày trên mái nhà, còn tôi thì dọn cả cái sân này. Dự báo trong tuần tới, không chỉ là một mùa đông Nga thông thường như những năm gần đây, mà là một mùa đông Siberia sẽ đến với Moscow, với nhiệt độ ban đêm có thể xuống đến -30°. Tuyết rơi nhiều cũng khiến những người lái xe ở đây vất vả. Phải mất nhiều thời gian hơn để nổ máy, làm nóng xe. Rồi quét tuyết, thậm chí là phải cào băng. Nhưng nếu không có tuyết thì mùa đông Nga sẽ tẻ nhạt rất nhiều. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga. Vẻ đẹp của mùa đông nước Nga cũng đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.